Chào anh Trung ơi. Dạ, xin chào toàn thể bà con đang xem kênh. Hôm nay địa điểm đi đến là ở Vĩnh Thới, Lai Dung, Đồng Tháp. Em là Đức Di, hôm nay cũng có dời một số cây để phục vụ bà con. Dạ, thì cây hôm nay của em là như phôi giấy, rồi phôi trang vàng, hoành lớn nha bà con. Rồi khế găng, cũng có một số cây hành phẩm cũng muốn giao lưu với toàn thể bà con. Dạ. Phôi giấy nhỏ, lớn đều có đủ nha bà con. Rất là nhiều chủng loại. Dạ, dạ. Bước vô cây số 1 là một cây cằn thân nha bà con. Một cây cằn thân ghép cam Mỹ. Cây cũng đang ra hoa nha bà con. Cây này ghép cũng lâu cây, để em đo cái chiều cao của nó. Chiều cao em nói là nó 47. Cái tán ngang của nó là nó 60. Hoành ngay vị trí này là nó 20. Tổng cái hoành cũ của nó là nó 50. Cây này đang nằm chậu là 35 nha bà con. Còn những trái này là những trái hạnh, em chỉ để mô phỏng cho bà con xem vui thôi. Nó cũng đang ra hoa nha bà con. Cam Mỹ trái của nó cũng rất lớn, tầm cỡ cổ tay của mình, nó đang ra hoa. Đây cũng có hoa, nói chung mấy đầu đọt này nó đều lú hoa hết nha bà con. Cây số 1. Cây cằn thân ghép cam Mỹ. Giao lưu bà con giá là 2,4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 2 nha bà con. Là một phôi, một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây hành phẩm. Cây có nước nuôi cũng lâu, phơm tàn rất đẹp nha bà con. Chiều cao của nó là nó 25. Cái tán ngang của nó là nó 30. Cây này thì hoành nhỏ nha bà con. Đo ngay vị trí, ngay vị trí là của nó là 10. Hoành nhỏ nhưng cây rất già cây nha bà con. Cây này được ép chậu cũng lâu rồi. Cây rất tốt cây. Cây mã số 2. Xin giao lưu bà con giá là 900k. Em bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 3 nha bà con. Cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này cũng được một nước dây nha bà con. Có dáng bay rất đẹp. Cây này nói chung lại mình về mình nuôi thời gian nữa. Phơm tàn nó rất đẹp nha bà con. Cây cũng đang ra hoa. Đo cái hoành của nó. Hoành của nó dây ngay vị trí là nó 15. Chiều cao là 30. Cái cành bay của nó là nó 55. Cây mã số 3. Xin giao lưu với bà con giá là 1,8 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 4 nha bà con. Mã số 4 là một cây sam hương. Cây có dáng rất là quái bà con. Chung lô này em về cũng được 7 cây. Có 3 cây này em vô chậu, còn 4 cây kia thì em để nó ở ngoài nha bà con. Chiều cao của nó là 18. Tán ngang của nó là 27. Em đo cái hoành ngay vị trí đi. Ngay vị trí hoành của nó là nó 19. Cây nhìn rất duyên bà. Em nào nếu chơi mini để bàn thì chơi những cây này rất đẹp nha bà con. Cây mã số 4, cây sam hương. Xin giao lưu bà con giá là 1,3 triệu. Cũng bao ship toàn quá. Tiếp theo là mã số 5 nha bà con. Cũng là một cây sam hương. Cây này cũng có nước nuôi cũng thừng cây rồi. Cây này cũng vô được nước dây, định hình sẵn. Về bà con mình mau chơi, cây có dáng đổ rất đẹp nha bà con. Đo cái chiều đổ vậy nè. Đổ như vậy của nó là nó 24. Hoành gốc của nó là nó 12. Em đo cái hoành quái quái này cho bà con tham khảo. Quái quái vậy của nó là nó 22. Hảo hảo cái tay vô nha bà con. Cây này mình nuôi thời gian lâu, lá của nó nhặt lại rất đẹp nha bà con. Cây mã số 5, cây sam hương. Xin giao lưu bà con giá là 1,4 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con.
Tiếp theo là mã số 6 nè bà con, cũng là một cây sam hương. Cây gắt quái lô này, nói chung là lô này em dời cây là quái không bà con. Chiều cao nó là 25. Tán ngang của nó là 30. Nó hoành ngang eo. Hoành ngay vị trí là 18. Hoành cái cục quái của nó là nó 22. Cái này mình giờ mình chơi thời gian mình lặt lá tầm khoảng 2-3 lần thì lá nó nhặt lại gắt nhỏ. Còn cái lá này mình lấy về là mình thử là nó gắt là thơm nha bà con. Mình lấy quèo 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 vậy. Thơm lắm. Cây mã số 6, cây sam hương, xin giao lưu bà con giá là 1,4 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 7 nha bà con. Mã số 7 cũng là một cây sam hương. Cây có dáng gắt quái nha bà con. Chiều cam nó là 25. Cái tán ngang của nó cũng 25. Em đo ngay vị trí đi. Tại vì cây này hoành nó cũng nhỏ nhưng mà nó gắt quái. Hoành ngay trí là 30. Lô sam hương này bao bà con là cây đã thừng hết nha. Như những cây này là em không có vô chậu, em chỉ vô chậu thử 3 cây thôi. Cho bà con xem. Rễ nó ăn là xuống đất chậu hết nha bà con. Cầm cái cây mình dở lên cũng không sao ha. Không ảnh hưởng gì hết đây. Cho bà con xem, giờ mình có thể ép vô chậu tùy theo mình chơi. Còn em ship bà con là em cũng vẫn để vô trong cái chậu nhựa này. Mã số 7 xin giao lưu bà con giá là 1,1 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 8 nha bà con. Mã số 8 cũng là một cây sam hương. Chiều cam nó là 20. Tán ngang của nó là 24. Hoành ngay cục quái của nó là nó 25. Cây mã số 8 xin giao lưu bà con giá là cũng 1,1 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 9 nha bà con, cũng là một cây sam hương có dáng đổ rất đẹp. Cây nhìn rất là duyên cây nha bà con. Hoành ngay vị trí của nó là 9. Cái cành đổ của nó là nó 35. Cây mã số 9. Một cây sam hương quái có dáng đổ. Xin giao lưu bà con giá là 1,1 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 10 nha bà con. Mã số 10 cũng là một cây sam hương. Cây này cũng là cây cuối cùng nha bà con. Lô này em cũng được 7 cây thôi. 3 cây vô chậu và 3 cây còn nằm ở trong giót mũ. Hoành ngay cục quái của nó là 22. Cành bay nó ra là nó 32. Cây này nhìn cũng gắt duyên mà con. Cây mã số 10 giao lưu bà con giá là 1,2 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 11 nha bà con. Mã số 11 là một cây khế găng. Cây ba thăng lùng lực, cây nhìn cũng gắt duyên cây nha bà con. Chiều cao nó là 37. Hoành ngay vị trí này của nó là nó 39. Hoành tổng cái bề đế của nó là 72. Để em quay một vòng và báo giá cho bà con. Cây mã số 11, cây khế găng, xin giao lưu bà con giá là 1,8 triệu. Cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 12 nha bà con. Mã số 12 cũng là một cây khế găng. Hôm nay em cũng dời được 2 cây. Cây này lùng lực, cây nhìn giống như một cái gừng nha bà con. Cây rất là đẹp bởi nó liền với nhau. Em đo nguyên cái bệ của nó. Nguyên bệ của nó là 59. Nó xích xuống dưới đây của nó tới 67. Chiều cao của nó là nó 27. Đó, chiều ngang mặt bầu. Chiều ngang mặt bầu của nó là 47. Cái nhìn ngoài rất đẹp nha bà con.
lùng lực. Cây mã số 12, một cây khới găng, xin giao lưu với bà con giá là 2,8 triệu, em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 13 nha bà con. Mã số 13 là một cây trang vàng lá nhỏ, cây phôi hoành lá gắt lớn nha bà con. Tụi này em về cây hoành cũng lớn, đế đẹp nha bà con. Hoành ngay vị trí là nó 25. Em đo nguyên cái bạch đặt, nguyên bạch đặt của nó là nó 41, là nó đặt cứng khừ hết nha bà con. Chiều cao nó là 35. Cây mã số 13, xin giao lưu bà con giá là 3,2 triệu, em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 14 nha bà con, cũng là một phôi trang vàng có dáng bay, cũng rất là viên cây nha bà con. Chiều cam nó là 26, cành bay của nó là nó 40, quạnh ngay vị trí là 26, quạnh cũ của nó là 35. Cây mã số 14, một cây trang vàng, xin giao lưu bà con giá là 2,9 triệu, em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Nếu bà con nào có ưng mã số nào thì liên hệ em, số điện thoại là 0919 670 661, số đó cũng là số Zalo luôn nha bà con. Tiếp theo là mã số 15 nha bà con. Mã số 15 cũng là một cây trang vàng lá nhỏ, cây hoành lớn, nó có chi cành sẵn, mình giờ mình mau chơi nha bà con. Cao là 38, đo hoành hai vị trí, hoành ngay vị trí là 24, hoành cũ của nó là nó 32. Trang vàng mã số 15, xin giao lưu bà con giá là 2,9 triệu, cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 16 nha bà con, cũng là một phôi trang vàng, cây này lùng lực nha bà con, cây hoành rất lớn, lùng lực, củ nở đẹp luôn. Chiều cam nó là 20, hoành ngay trí là 24, tổng hoành củ đặc của nó là nó 45, nguyên bệt nguyên gùa nha bà con, lên da cá sấu hết này, cây rất là già cây. Cây mã số 16, một cây trang vàng, xin giao lưu bà con giá là 3,2 triệu, em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Tiếp theo là mã số 17 nha bà con. Mã số 17 là một cây trang vàng, cây này đã có xử lý và có nước nuôi cũng gần vô dây được nha bà con. Cây này tầm khoảng nửa tháng nữa mình vô dây là ok. Chiều cao nó là 40, tán ngang của nó là nó 5,48, hoành ngay vị trí là nó 23, nguyên cái bệt đặt của nó, đặt của nó là nó 35, tổng cái hoành đế cũ nữa. Cây này nói chung lại cũ rất lớn không, cũ nó tới 55 nè, cái đế nơm của nó là nó 17, cây nhìn rất viên cây không, cây này đã sống khỏe. Cây mã số 17, xin giao lưu bà con giá là 3,2 triệu, em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Nếu bà con nào có ưng cây nào thì liên hệ số hội em là 0919 670 661, số đó cũng là số Zalo của em luôn nha bà con. Tiếp theo là mã số 18 nha bà con. Mã số 18 là một phôi mai vàng, cây này là một cây có dáng thế rất đẹp, cây này nằm lưu cũng lâu năm nha bà con, đế sổ nó rất là lớn. Em đo cái chiều cao của nó, chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh của nó là nó 1,32 m. Em đo tới chi cành số 1, tới chi cành của số 1 nó là nó 58 nha bà con. Em đo hoành của nó luôn, hoành ngay vị trí là nó 40,
còn xích ở trên. Xích trên đây của nó là nó 35 nha bà con. Đo nhiều vị trí đi. Ngay cái cũ đây là nó 56. Tổng cái hoành củ đế của nó là nó 88. Đế sổ của nó là nó được 22. Cây mai vàng mã số 18. Em xin giao lưu với bà con giá là 12,5 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Tiếp theo là mã số 19 nha bà con. Mã số 19 là một cây chiếu thủy da xanh. Da xanh nu nha bà con. Chiều cao nó là 34. Hoành tổng là nó 57. Cây mã số 19. Xin giao lưu với bà con giá là 600k. Cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 20 nha bà con. Mã số 20 là một cây trung nu. Cây có dáng chữ C rất đẹp nha bà con. Hoành nó ngay vị trí là 28. Đó cái hoành cũ. Cũ của nó là nó 42. Chiều cao nó là 35. Cây mã số 20. Cây trung nu. Xin giao lưu bà con giá là 1,9 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 21 nha bà con. Mã số 21 là một pho giấy Mỹ. Hôm nay em về lô giấy Mỹ này, cây cũng đẹp nha bà con. Chiều cao của em nói là nó 47. Hoành ngay trí là 22. Hoành cũ của nó là nó 47. Cây giấy Mỹ mã số 21. Xin giao lưu bà con giá là 1,000,000. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 22 nha bà con. Cũng là một pho giấy Mỹ. Cây có hai cọng rễ gắt lực nha bà con. Cây nhìn cũng rất là quái cây. Cũng như là một cô hiếu nữ nha bà con. Chiều bay của nó là 40. Hoành ngay vị trí là 25. Hoành eo của nó là 20. Cái đế sổ của nó là nó 24. Cây mã số 22. Xin giao lưu bà con giá là 800k. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Số điện thoại của em là 0919 670 661. Số đó cũng là số Zalo của em luôn. Tiếp theo là mã số 23 nha bà con. Cũng là một pho giấy Mỹ. Cây có dáng cũng rất là ngặt cây nha bà con. Củ đế thì bao bà con là gối. Chiều cao ngay vị trí là nó 50. Hoành ngay eo của nó là nó 23. Hoành cũ là 43. Để em đo cái chiều dài đế sổ nằm của nó. Chiều dài đế sổ nằm của nó là nó 29. Cây mã số 23. Xin giao lưu bà con giá là 1,000,000. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Tiếp theo là mã số 24 nha bà con. Cũng là một phôi giấy Mỹ nguyên thủy. Hoành ngheo của nó là nó 21. Chiều cao là 47. Đế sổ của nó là nó 29. Cây mã số 24. Xin giao lưu bà con giá là 1,000,000. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 25 nha bà con. Mã số 25 cũng là một pho giấy Mỹ nguyên thủy. Cây này có hoành cũng lớn nha bà con. Lô này em về cũng có cây lớn cây nhỏ. Chiều bay của nó là 60. Hoành ngay vị trí là nó 30.
Để em đo cái cục lớn này đây. Lớn đây nó 37 nha bà con. Hoành đế của nó, đế của nó là nó 65. Cây mã số 25, một hồi giấy Mỹ nguyên thủy. Xin giao lưu bà con giá là 2,8 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 26 nha bà con. Mã số 26 cũng là một phôi giấy Mỹ nguyên thủy. Cây này cũng lùng lực nha bà con. Chiều cao nó là 44. Hoành ngay eo của nó là nó 37. Hoành cũ của nó là 65. Cây mã số 26 xin giao lưu với bà con giá là 1,8 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Nếu bà con có thích mã số nào thì liên hệ số điện thoại em là 0919 670 661. Số đó cũng là số Zalo của em luôn nha bà con. Tiếp theo là mã số 27, cũng là một phôi giấy Mỹ nguyên thủy nha bà con. Cây này có chân cành đóng gắt khéo cây nha bà con. Chiều cam nó là 70. Quảnh ngay vị trí là 36. Đâu chiều ngang của mặt bầu. Chiều ngang mặt bầu của nó là 40. Cây mã số 27. Một phôi giấy Mỹ. Xin giao lưu với bà con giá là 2,8 triệu. Cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 28 nha bà con. Là một phôi giấy Mỹ. Chiều cam nó là 43. Hoành ngay vị trí là 24. Đế nơm của nó là 20. Cây mã số 28. Xin giao lưu với bà con giá là 900k. Cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Tiếp theo là mã số 29 nha bà con. Cũng là một phôi giấy Mỹ nha bà con. Cây có chân cành sẵn và bà con mau chơi. Mình có chi cành mình ghép. Chiều cam nó là 47. Hoành ngay vị trí là 20. Cây mã số 29. Xin giao lưu bà con giá là 800k. Cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 30 nha bà con. Mã số 30 cũng là một phôi giấy Mỹ nha bà con. Cây có dáng giống như con thú nha bà con. Chiều cam nó là 47. Hoành ngay vị trí là 22. Cây mã số 30. Xin giao lưu bà con giá là 800k. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 31 nha bà con. Cũng là một phôi giấy Mỹ nguyên thủy. Cây có dáng bay cũng rất là duyên cây nha bà con. Hoành ngay vị trí là nó 28. Hoành cũ là nó 48. Cái chiều bay của em nó là 40. Cây mã số 31. Cây giấy Mỹ. Xin giao lưu bà con giá là 1,6 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Nếu bà con nào có thích mã số nào cứ liên hệ em, số điện thoại là 0919 670 661. Số đó cũng là số Zalo của em nha bà con. Tiếp theo là mã số 32 nha bà con. Mã số 32 cũng là một phôi giấy Mỹ nguyên thủy. Cây có cành bay rất là dài nha bà con. Sát cũng lớn cây. Chiều cam nó là 40. Cành bay của nó là 77. Em đo hoành hai vị trí đây, đo hoành eo. Hoành eo là 38. Hoành cũ của nó ngay vị trí là 45. Tổng hoành cũ của nó là nó 80. Cây mã số 32, một phôi giấy Mỹ. Xin giao lưu bà con giá là 3,2 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha.
Tiếp theo qua đây là mã số 33. Cũng là một phôi giấy Mỹ nguyên thủy. Cây này cũng là cây cuối cùng của clip nha bà con. Mã số 33. Chiều cam nó là 40. Cành bay của nó là nó 52. Hoành ngay vị trí là nó 31. Hoành cũ của nó là nó 48. Em đo chiều ngang của mặt chậu để bà con Hạo có thể biết cái bầu bay lớn. Chiều ngang chậu của nó là nó 45 nha bà con. Cây mã số 33. Một cây cuối cùng của clip. Cây giấy Mỹ xin giao lưu bà con giá là 2,2 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho bà con. Cây cuối cùng của clip cũng kính chúc bà con được xem kênh vui vẻ. Và rất chân thành cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ em. Em xin chân thành cảm ơn bà con. Và xin chào và hẹn gặp lại.